Mặc ba mối giàu sang dạm hỏi mẹ, ngoại chỉ biết gật đầu, anh bổ đội. Tôi quay sang họ nói đùa với mẹ. Sao con thấy tình yêu giữa mẹ và cha giống hai nhân vật của phim Hậu Duệ Mặt Trời quá? Đó là chuyện tình đẹp giữa mẹ và cha tôi khi bước vào tuổi đôi mươi. Nếu như thời hiện tại ở độ tuổi này, bao bạn trẻ còn vô tư hồn nhiên với những khát khao, vọng tưởng tương lai mở rộng, thời ông bà cha mẹ bước vào độ tuổi trưởng thành già dặn trong lối sống. Mẹ nói thuở ấy những đôi lứa yêu nhau không được tự do thoải mái như hiện nay, phải e dè lề lết gia phong. Đặc biệt cha là bộ đội thời kháng chiến, mẹ là y tá, nên tình yêu đôi lứa càng phải tuân thủ kỷ cương. Vì sống tập thể có tổ chức nghiêm ngặt, khoảnh khắc đầu tiên mẹ gặp cha là trong một lần cha bị vết thương gây nhiễm trùng ở chiến tranh. Mẹ được cấp trên cử xuống băng bó điều trị cho cha. Con tim của hai người xa lạ như hòa cùng một nhịp đập. Mẹ nói, thế là từ lúc ấy tình yêu giữa cha và mẹ chớm nở. Những lần đơn vị của cha phải di chuyển vì chiến tranh, hai người lại mất liên lạc với nhau. Nhưng hào khí sôi sục tuổi đôi mươi với khát vọng tràn trề về nền hòa bình được độc lập lại không xa, giúp hai trái tim luôn hướng về nhau. Ngày hòa bình lặp lại, mẹ được trở lại quê nhà sống cùng ngoại. Thời gian xa cách, mẹ vẫn nuôi giữ tình yêu đậm sâu cùng lời hứa sẽ gặp lại nhau trong của người lính oai hùng. Thời gian ấy có biết bao lời dạm hỏi mẹ từ thanh niên giàu sang, kinh doanh ngoài chợ lớn, nhưng ngoại đều lắc đầu. Theo địa chỉ trao nhau lúc trước, sau khoảng thời gian mong chờ trong thương nhớ, cha cùng họ hàng đến nhà xin cưới mẹ. Vừa thấy dáng người thanh niên rắn giỏi, hiền lành trong ngõ lính, ngoại đồng ý ngay. Sau bao gian truân, thử thách, vì tình yêu phải gắn liền với nhiệm vụ tổ quốc thiêng liêng, cha mẹ có một tiệc cưới đơn sơ mà vẫn nguyên giá trị của tình yêu đôi lứa đậm sâu. Khi ấy cha mẹ vừa tròn đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, nhiều khát khao hạnh phúc, xây dựng cuộc sống tươi đẹp cho tương lai. Nhìn bức ảnh cha và mẹ cùng nhau chụp vào độ tuổi đôi mươi, tôi thầm ngưỡng mộ, đó là mối tình thật đẹp. Tôi quay sang nói đùa với mẹ, sao con thấy tình yêu giữa mẹ và cha giống hai nhân vật của phim Hậu Duệ Mặt Trời quá mẹ ơi. Và dường như có một sợi dây lưu truyền tiếp nối. Khi tôi bước vào độ tuổi 20, cũng yêu một anh bộ đội, mối tình giữa tôi và anh phải trải qua nhiều thăng trầm, giai đoạn khó khăn, xa vắng vì anh còn mang nhiệm vụ phụng sự đất nước trên vai. Những lúc ấy, tôi nghĩ đến mối tình đẹp giữa cha và mẹ, cùng những khát vọng của sức trẻ thiêng liêng, thuở ấy, thuở bây giờ, để vượt qua mọi sự trở ngại, cơn sóng gió của tình yêu xa cách. Cha tôi giờ đây đã đi xa cùng mây gió, còn lại mẹ lẻ bóng tuổi già. Những lúc nhớ cha, mẹ thường mang hai bức ảnh của đội tuổi. Nhớ ngày nào, ra để ngắm nhìn, rồi mơ về khoảng trời hạnh phúc trong niềm ký ức.